Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin đăng lên này để thanh lý cái ít lõi động cơ Sanyo. Anh nào các bạn nào cần mua về để làm xe scooter hay là làm chân vịt đẩy thuyền thì có thể sử dụng loại này. Đây là loại 24V 250W. Tốc độ vòng tua thì mình sẽ test cho các bạn xem. Đây, nguyên bản nó là cái khối động cơ Sanyo đây này. Đấy. Đây, nó đây, nguyên đây, Sanyo này, Dina Moto này. Đấy, hàng này là rất là chất lượng thôi, hàng này của thằng Nhật nội địa. Thì các bạn nào mua thì đây trục của nó ra là trục răng như này, các bạn về có thể gắn các đăng vào đây để làm chân vịt đẩy thuyền hoặc là làm xe scooter thì mình hàn thẳng cái nhông vào đây cũng được. Đây mình test tốc độ này, chạy rất là êm. Tốc độ thì đây ba nghìn này, 568 power vòng trên phút. Đấy, cái này thì mình bán 200k một con bao ship nhé. Các bạn nào mua hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ ở dưới video hoặc là liên hệ qua Zalo 0983818955. Đấy thì nó toàn bộ nó như thế này thôi. Thêm nữa thì nếu các bạn mua con điều khiển này thì mình bán cho các bạn 150 nữa. Đấy, ưu tiên cho bạn nào lấy nhiều thì các bạn nào lấy tất chỗ này thì mình để cho 100 một con, không bao cước. Đấy. Còn các bạn mua 1-2 con, một con thì là 200 bao cước luôn. Hàng Sanyo nhé, đồ Nhật nội địa chuẩn luôn đấy, dùng thoải mái. Thì trước giờ mình chạy cái loại này chưa có con nào cháy cả. Đây nguyên bản của nó này, mình tháo hết đằng của nó có bánh răng mà nhiều con nó vỡ rồi, mình chỉ dùng lõi động cơ không thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các cái con này thì có đường kính là 10 nhé, chiều dày thì nó khoảng 5 cm thôi, còn đường kính của nó khoảng 10 cm, rất là khỏe.